Âm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2021. Chúng ta học tuần sau là chúng ta học vào năm mới rồi nha, tức 2022. Các vị thấy thời gian nó qua rất là nhanh. Thế rồi hôm nay chúng ta học bài hộ Họ trì giới thứ bảy giới định tuệ giải thoát ưng đương thiện quán sát bị dị ly trần cấu tận phiền não bất sinh đây là đoạn thứ nhất đoạn thứ hai tập bạch nghiệp giải thoát vô trí gia dị tận siêu việt ma la giới như nhật quan minh chiếu giới định tuệ giải thoát ngay câu này các vị đã thấy có bốn phần rồi. Một là giới, hai là định, ba là tuệ, bốn là giải thoát. Ưng đương thiện quan sát, bị dĩ ly trần cấu, tận phiền não bất sinh. Ba câu này thì chúng ta nên thầm hiểu một cái điều. Đây là phần thứ năm là giải thoát tri kiến nha. Năm phần này. Kinh văn gọi là ngũ phần pháp thân. Tức là năm yếu tố làm thành viên mãn pháp thân cho tự thân của chúng ta. Thành từ Phật quả phải đủ năm phần này. Giới định tuệ giải thoát hãy khéo quán sát phải nên khéo quán sát bị dĩ ly trần cấu người ấy đã rời được trần cấu rồi thì phiền não hết sạch và không còn lương hồi sinh tử nữa đây là đoạn thứ nhất tập bạch nghiệp giải thoát cái từ bạch nghiệp này nó hàm nghĩa rằng là tất cả thiện nghiệp được phun trồng gọi là bạch nghiệp nó ngược với nghĩa hắc nghiệp hát nghiệp là nghiệp phiền não khổ đau nghiệp đọa lạc bạch nghiệp là nghiệp thiện sinh nên cõi trời thành tựu các quả vị thánh gọi là bạch nghiệp vô trí gia dị tận cái vô minh mê mờ nó đã hết sạch siêu việt ma la giới là vượt khỏi cảnh giới ma như nhật quang minh chiếu như ánh sáng mặt trời tỏa sáng cả không gian mênh mông đây là tám cầu của bài hỗ trì giới thứ bảy và chúng ta sẽ chép bản dịch của bài này giới định tuệ giải thoát phải khéo tự quán chiếu giới định tuệ giải thoát phải khéo tự quán chiếu trần cấu kia xa lìa phiền não không còn sinh tâm sáng sạch giải thoát mê lầm đều không còn vượt khỏi cảnh giới ma như mặt trời chiếu sáng Là chúng ta có một đại ý nơi đây đại ý thường trú trong tam học Mình đọc đại ý lại, thường trú trong tam học, đoạn trừ phiền não cấu trần và chứng nghiệm giải thoát. Giới định tuệ giải thoát, phải khéo tự quán chiếu trần cẩu kia xa lìa, thiền não không còn sinh. Tâm sáng sạch giải thoát, mê lầm đều không còn, vượt khỏi cảnh giới ma, như mặt trời chiếu sáng. Có vài điều nên đây để chúng lưu ý nha. Điều thứ nhất, ở trong cái câu này, cái từ tam học này, ta nên biết rằng là giới định tuệ được gọi là tam học. Thế rồi cũng một mệnh đề như vậy, người ta hay dùng là văn tư tu đó, thì gọi là gì? Nên phân biệt hai cái từ này. Một là tam học hai là tam tuệ tam học có hàm nghĩa là tam vô lậu học cái từ cái tiếp người ta dùng đó là tam vô lậu học ha tam vô lậu học gồm có giới định tuệ là tam vô lậu học tại sao gọi là tam vô lậu vì ba môn này là nền tảng giúp cho người tu tập chúng ta đoạn sạch phiền não chấm dứt nghiệp thức luân hồi thành đạt được thánh tuệ thành đạt được thánh giải thoát thành đạt được quả vị thinh văn bồ tát la hán cho nên gọi là tam vô lậu học ba bộ môn này Hàm nghĩa thứ nhất là thưa các vị là năng lực của bất cứ một cửa nào như cửa giới, cửa định, cửa tuệ đều có khả năng làm thành tựu giải thoát cho đời sống chúng ta. Điều thứ hai, ba món này như kiền ba chân, có giới thì phải có định và có tuệ, có tệ thì thì phải có giới và định, ba môn này nó không thể tách rời nhau. Và cái nghĩa sau cùng thưa các vị Nó là nền tảng cho thánh đạo Thậm chí không có một pháp nào Trong 37 phẩm trà đạo mà không có giới định tuệ trong đây cả Ví dụ như Trong lục độ ba la mặt của Bồ Tát Cũng có giới định tuệ Trong thập độ Bồ Tát cũng có giới định tuệ Trong bát thánh đạo cũng có giới định tuệ đó là nền tảng của tất cả pháp hành Đây là những nét rất đặc thù Và chúng ta nên nhớ là chữ tam học Nó gồm cái giấy định tuệ Ở Văn tư tu thì nó không phải tam học Nghe nó được gọi là tam tuệ Tam tuệ Người ta phải dùng cái từ là Văn tuệ, tư tuệ Và tu tuệ Tức là văn sinh tuệ Tư duy sinh tuệ Và tu tập cũng sinh trí tuệ cho nên hai cái từ này đôi khi mình nhầm lẫn. Người ta nhầm lẫn, người ta tưởng rằng văn tư tu là tam học, nhưng mà không phải. Văn tư tu là tam tuệ. Giới định tuệ là tam học. Đó là điều thứ nhất các vị phân biệt. Ở trong đây có những từ mà chúng ta phải làm quen. Cái từ trần cấu này và cái từ phiền não này, hai cái từ này là một nhé. Phiền não nó là trần cấu, Tại vì nó làm ô uế tâm thức ta. Nó làm cho cái bản tánh chân thật vốn vô nhiễm. Tự nhiên bị lem luốc. Nó làm cho cái mảnh gương sáng của lòng ta. Mờ xỉn đi. Không còn chiếu sáng nữa. Và nó là một loại nghiệp thức. Nó làm cho ta. Lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Nó cũng là hắc nghiệp nó đối nghịch với chữ bạch nghiệp hay là thiện nghiệp chữ này nó hàm nghĩa rằng là nghiệp ác chữ này nó có hàm nghĩa rằng nghiệp lành đời là sống của con người ta nếu có khả năng đi về cái chiều hướng luôn thiện lành thì gọi rằng mọi người đang đi về chiều hướng của bạch nghiệp bạch nghiệp tổ cùng đạt đến một trạng thái tâm sạch nhẫn hết tất cả những cấu trần sạch nhẫn hết truyền não khổ đau và tâm thức lúc bấy giờ được gọi là bạch tỉnh thức là như vậy tức là một trạng thái tâm thức sáng sạch đầu tiên là chỉ thuần thiện pháp sau đó thì chỉ thuần trạng thái giải thoát của tâm không còn cái chất thiện ác gì trong đó nữa cả nó rỗng lặng tự nhiên như hư không do vậy cho nên thưa các vị hắc nghiệp này thì con đường của nó là đi xuống còn thiện nghiệp thiện nghiệp này thì con đường nó đi lên và đi lên đến tột cùng là thành tựu phôi quả còn hắc nghiệp thì đi đến tột cùng là từ phiền não khổ đau giữa một đời sống này và nó chìm xuống chìm xuống chìm mãi xuống cho tới tột cùng nó là không biết cái địa ngục nào được cắt sẵn <laughs> 18 tầng của ngày địa tạng các sẵn Dành cho anh cái tầng thứ 18 Tầng thứ 18 là tầng đáy Gọi là vô gián địa ngục Cái sự hành hạ khổ đau Không có một phút giây nào dừng Cho nên gọi là vô gián địa ngục Thế cho nên Hát nghiệp là ác nghiệp Bạch nghiệp là thiện nghiệp Đó là những cái từ mà chúng ta cần hiểu Mình lặp lại Tầng cấu chính là phiền não Họ dùng cái từ thay thế cho nhau thôi nghe Và cái chữ ma la nơi đây, đây là được dịch là cảnh giới ma. Nó không hàm nghĩa rằng một cảnh giới nào khác ở cái cõi nào xa xôi cả. Ma la đây nó có cái hàm nghĩa rằng ngay nơi tâm thức của ta những vướng mắc, những ràng buộc và những sân si giận dữ và những u ám tối tâm được gọi là những cảnh giới ma mà nó nhiều tầng như vậy. Cái tầng sân si, cái tầng giận dữ, cái tầng vướng mắt là cái tầng khổ đau và cái tầng là căm phẫn và thậm chí thưa các vị nó cũng có luôn cả cái tầng vô gián địa ngục nằm trong tâm thức ta hà nghĩa rằng là tâm thức ta chưa có chút ánh sáng nào nó chìm ngập ở trong nỗi buồn không buồn thì giận không giận thì lo âu không lo âu thì bất an thì sầu thảm thì quay tròn trong đó gọi là chìm trong cảnh giới ma nghe người tu tập chỉ cần có chút công phu hành trì có chút pháp lành thì vượt khỏi nhiều tầng ma giới rồi đại đến cuối cùng đại đến thánh vị thì không còn bị ma trói buộc chắc dẫn lúc bây giờ như mặt trời chiếu sáng giữa không gian mênh mông không có gì làm vướng được cả và cái điều này, nếu mà đi vô công phu thiền tập thì các vị thấy là khi tâm các vị an trú ngay tại quán các vị luôn là mặt trời chiếu sáng thì không có ma nào nó có quyền dắt dẫn các vị bắt các vị không có cái mảnh mây nào có quyền trôi ngang trên cái bầu trời rực rỡ ánh sáng cả ánh nắng của mặt trời đốt cháy mọi thứ u ám tối tăm cũng như vậy một tâm thức mà trú trong trạng thái luôn quán chiếu luôn có đủ giới định tuệ thưa đại chúng rằng là không có một loại phiền não cấu bẩn nào không có loại u ám tâm thức nào có quyền tồn tại được trong cái vùng tâm như vậy cả nói theo cái cách của chúng ta đi vô câu hoàn trì đó là khi anh là người quan sát được thì mọi thứ đối tượng đến với anh anh đều nhìn ra nó hết và không có thứ nào anh đồng nhất mình vào nó cho nên rõ ràng lúc bây giờ tâm thức ta là mặt trời đang chiếu sáng đó đây là mình tạm giải thích những điểm cần khai thác ở trong cái bài học này giới định tuệ giải thoát phải khéo tự quán chiếu trần cấu kia xa lìa phiền não không còn sinh tâm sáng sạch giải thoát mê lầm đều không còn vượt khỏi cảnh giới ma như mặt trời chiếu sáng đại ý thường trú trong tam học đoạn trừ phiền não cấu trần tâm thức chứng nghiệm giải thoát thường trú trong tam học đoạn trừ phiền não cấu trần của tâm thức thì chứng nghiệm giải thoát mình xóa mất hai chữ này thế là bây giờ xóa cái bản này nghe hy vọng là các vị chép xong rồi thế rồi mình đi vô những cái phần cần khai thác nơi đây hôm nay không có kiếm nhiều chuyện đâu hai chuyện thôi các vị yên tâm <laughs> chuyện thứ nhất đó là việc chính của người tu mình dùng cái từ người tu nó bao hàm là tất cả những người phát tâm lành đi trên con đường thành tựu được sự nghiệp an lạc nha không cứ gì người xuất gia cũng chẳng phải là người phật tử cư sĩ gì cả có khi anh chưa cần là phật tử anh chỉ là cảm tình viên của đạo phật hoặc người ngoại đạo điều này dường như quan trọng người trân quý đời sống không muốn một đời mình chìm trong phí phạm Không muốn sống xa chết mộng Quyết một lòng rằng ngay đời này Sinh ra giữa trần đời đã là một khó khăn Là một củ quý rồi Cho nên sống làm thế nào để có lời chứ không Để lỗi vốn Thì đây là được gọi là người tu nha Cho nên Có nhiều điều để làm trong đời sống chúng ta Điều thứ nhất gần nhất là giảm bớt khó khăn của đời sống mình chưa nói cái, cái sự thành đạt cuối cùng đời người ném nương bị phá có được định có được tuệ giải thoát gì cả hãy nói đến một việc rằng là giữa đời sống này mình làm thế nào giảm đi bớt những gánh nặng bớt lo âu bớt than phiền và bớt đi những tải trọng đè nặng lên đời sống của mình đây là cái điều rất cần của đời sống bình thường chúng ta từ người cư sĩ cho tới người xuất gia. Thế rồi nó có những điều rất ngược nha. <laughs> Mình quan sát đời sống một số người tu thấy có điều rất ngược. Ngược là sao? Dường như đời sống người cư sĩ người ta đến một lúc nào đó người ta buông xuống những cái điều mắc miếu và rất nhẹ gánh tăng bồng. Thế nhưng mà đôi khi người tu lại vụng về hơn. Đến một tuổi nào đó làm được việc lại vướng vào rất là nhiều những vấn đề đè nặng lên đời sống của chính họ ngột ngạt không có cái không gian để thở thì coi chừng chúng ta tu và chúng ta mắc vào cái lỗi đó là chỉ ngắm nhìn những cái đỉnh cao và quên rằng ta đang đứng ở chỗ đứng nào đây là vấn đề rất là quan trọng cho nên thưa các vị cái việc căn bản đời sống để làm thành phẩm chất cao quý làm thành đời sống thánh hạnh giải thoát Chuyện này là chuyện đương nhiên Thế nhưng phải nhìn lại coi là mình có giảm bớt những khó khăn không Mở miệng ra mình có than phiền, ý eo gì về đời sống, than thân trách phận Và cảm thấy đời sống mình vô cùng khó khăn Và mình luôn muốn đổi thay ông A, đổi thay bà B Luôn muốn mọi người làm theo ý mình không chỉ cần nhìn ngần đó việc là các vị đã nhận ra được rằng đang đứng chỗ nào và ta phải làm gì cho đời sống chúng ta cho nên cái ý đầu gọi ra đây là phải làm thế nào giảm bớt những khó khăn những căng thẳng những bất hạnh những lo âu của đời sống chúng ta có vài điều gọi ra nơi đây điều thứ nhất là bớt mộng mỹ nhìn đời đi cái đã dường như ta bị lừa cả về đời sống này nhiều lắm nghe thực ra tuổi trẻ nào cũng lâm vô tình trạng khó khăn như vậy. tâm hồn rất là lãng mạn. mình cứ nhìn đời theo con mắt của mình, theo tư duy của mình, theo tưởng tượng của mình thôi. trong khi đó thì thực tế nó không hề giống như chúng ta tưởng tượng đâu nghe. thôi, thế rồi cái việc cụ thể nhất. mình dẫn ra đây thì các vị nhìn ra dường như đời sống ta mở mắt như một mộng bị do vậy chúng ta nhìn đời theo con mắt của chúng ta, theo mộng mị của chúng ta, theo tưởng tượng của chúng ta, chúng ta nghĩ như vậy về người kia. dường như là những mộng mị này, nó làm thành cái chất lãng mạn trong đời sống để người ta tồn tại trong cuộc đời, do vậy cho nên nếu ai mà cuộc sống này không có chút mộng mị để nhìn đời bằng đôi mắt lãng mạn của tuổi thanh xuân thì đố mà dính với những khó khăn của đời sống. chắc như vậy luôn đó thế rồi cái sự lãng mạn của những ngày đầu lúc mới gặp nhau tự nhiên nó trôi theo với những tháng ngày càng ngày càng chồng lên là nó biến mất mượn vô và mình tiếp xúc với rất nhiều cái hoàn cảnh khó khăn người trung niên tức là người lập gia đình xong rồi thì thưa các vị dường như họ ngỡ ngàng vô cùng họ cảm thấy rằng là dường như cái người kết hợp được gọi là mảnh xương sườn của đời ta hay là nửa phần của đời ta đó dường như thất bại không như họ mong muốn người kia cư xử thô bỉ người kia vụng về người kia thiếu đi cái chất lãng mạn như ngày xưa lúc mới gặp nhau người kia không còn trân quý mình nữa người kia trở thành rất là lười nhác vân vân thưa các vị dường như người ta than phiền về nhau chưa có một lúc nào không than phiền về nhau thế nhưng mà nếu nói một cách tỏ tường rằng là tại vì người kia không nghe lời tôi tại vì người kia không đúng như ý tôi một muốn nói vậy thì nó quá ư là tàn nhẫn áp đặt người ta mà <laughs> nhưng mà nguyên tắc là vậy nghe tôi nghĩ như thế nhưng mà người kia tự nhiên cư xử khác đi cho nên ngày đầu tiên gặp mặt là đã nói một câu thầm lặng tôi lầm rồi và ngày tháng càng chồng lên bao nhiêu thì người ta càng phát giác rằng cái lỗi lầm rất lớn đó là mình lầm chọn mình chọn lầm người. Thì thực rằng các vị không chọn lầm người. Mà do vì đôi mắt của các vị không chịu mở ra để nhìn. Các vị cứ tưởng tượng người kia theo ý của các vị. Thấy người ta ít nói, tưởng rằng đây là người hiền lành dễ thương. Nhưng mà kỳ thực ít nói là người ta chưa có việc để nói thấy cái quá hiền tưởng chừng họ hiền nhưng kỳ thực chưa gặp việc đó nổi sân si đó chứ thế thì chúng ta mang bọc hủy hơi nhiều nhìn đời nghe trong phạm vi nhỏ nó là vậy đó trong đời sống gia đình nếu có than phiền điều gì thì các vị nên tự trách mình là tại sao ta không mở mắt và dường như cả một đời mình sống từ lúc thanh xuân cho tới hôm nay đôi khi mình vẫn nhắm mắt đi trong mộng mỹ nghe cái sự vô thức đời sống của chúng ta thưa các vị nó đã khởi đầu ngay từ nguyên sơ lúc ta vào thai do vậy càng trưởng thành trong cái môi trường giáo dục như vậy trong cái điều kiện chung quanh người ta tác động vào mình như vậy cho nên thưa các vị từ vô thức của lỗi lầm ban đầu nó cộng với những cái vô thức trên cái tuyến đường dài ta đi nó làm thành cả một chiều dài được dắt dẫn bởi một tâm thức rất ư là tâm tối không nhận thức rõ ràng không đủ sáng suốt để nhận diện về đời sống và cứ vậy là ta cứ than phiền Chuyện này thế này, chuyện này thế này Nhưng mà nếu tất cả mọi than phiền đó mà chấm dứt hết Theo ý ta mong muốn Thì thưa các vị nó lại nảy sinh một cái vấn đề khác Là tại sao mọi việc Dường như nó lặng yên như thóc không có cái điều phản ứng gì lại với tôi thì ta cũng than phiền tiếp tức là có việc thì ta than phiền có việc không việc ta cũng than phiền rằng tại sao không việc người hung hăng dữ dằn thì ta than phiền sao họ quá hung hăng dữ dằn thế là người quá hiền như đếm nói gì nghe ấy biểu ngồi ngồi đứng đứng thì ta bảo rằng cái con người như cục đất không, không có cái não hả không biết cả này thế thì thưa các vị rõ ràng rằng cái khó khăn đầu tiên trồng chất lên đời sống chúng ta đó là do vì ta mộng mị trong đời người đời sống ta cứ tuột dài theo một cái chiều dài của vô thức đầu tiên thì than phiền về đời sống sau nhiều khó khăn thế rồi tới một lúc nào đó tưởng chừng như là ta biết dừng lại ta có chú ý rõ ràng có một sự quyết định Ngăn đây chấm dứt những khó khăn thế nhưng mà rồi nó không dừng lại bằng cách là chi lục đục về đời sống gia đình xảy ra đã ngao ngán lắm rồi thế nhưng mà nó chưa dừng lại lại có những chúng sinh bé bỏng ghé lại đời sống chúng ta một đứa ta cảm thấy khó khăn trọng trách nó chưa dừng nó lại thêm hai đứa và chừng nào thì nó dừng nuôi cho nó lớn cái đã rồi dừng thế rồi nó lớn dừng chưa chưa lại dựng vợ lại gả chồng lại có thế hệ cháu con rồi cháu ta nó trưởng thành ta lại gặp phải khó khăn là cháu con của chúng ta nữa lo lắng cho nó nó học hành rồi tới nó trưởng thành lo lắng là nó có gia đình nó sẽ gặp người vợ hoặc người chồng bất hạnh giống như đời sống của bà của nó thì các vị thấy dường như đời sống ta chìm trong mộng mị kéo dài theo mộng mị đây là khó khăn đầu tiên ha cho nên hãy nhận diện rằng là nếu ta ý thức hơn một chút, biết, cái nhân mình đã giao như vậy bây giờ cần sửa sai không phải là sửa sai kết quả, mà ngay cái nhân đã tạo thành đó ta biết dừng lại, biết giảm bớt nỗi khổ đời sống chồng lên, chồng chất lên thân tâm của ta thì tự nhiên có bị biết dừng lại ngăn đây, không có tự mình chuốc lấy phiền não khổ đau nữa, đây là cái nét đầu tiên, bớt mộng bị nhìn đời, Hãy nhìn bằng đôi mắt thực tiễn nha Nhìn rằng mọi khó khăn Xảy ra cho ta vân vân Nó không phải do trời sai Đất khiến do nghiệp lực gì Quá khứ dung rủi cả Mà do gì cái trạng thái tâm vô thức của chúng ta Không có năng lực Không có đủ sức mạnh ý chí Để dừng lại Cái dòng quay nó đang lôi ta cùng cuộc Ta để cho nó lôi kéo Để mình chìm mất Ở trong cái cuộc tử sinh nhiều kiếp rồi cho nên cái dư hưởng của nó kiếp này ta cứ theo cái đà của nó đi hoài đi hoài ví như ta có đủ sự thông minh biết dừng lại lúc sửa soạn dẫm chân vào cái bẫy sập lúc dẫm chân vào bùng á thì ta biết dừng lại lui lại con đường mới thì quả mai còn cứ vãn đời mình đây là nét đầu đừng quá lãng mạn đừng có mộng mị nữa nét thứ hai ta đã tạo câu hỏi dài mình đọc cho các vị nghe là chúng ta giải thích ta đã tạo ra đời sống chính mình bằng mộng mị của mình nó tuột dài cho tới hôm nay là do gì cái quá trình vô thức mình đã sống như vậy và hậu quả của vấn đề nó xảy ra hôm nay chính là vấn đề chứ không phải là giải pháp ta làm việc này việc nào việc kia nó đều là những vấn đề rồi vấn đề nó lại phát sinh vấn đề chứ nó chưa hề là một giải pháp không biết câu này có dễ hiểu không các vị nên hiểu hai cái chữ này nghe vấn đề thứ hai giải pháp vấn đề là gì này buồn này vui là một vấn đề này bất an bất hạnh đời sống là một vấn đề này là sự xung đột giữa mình và chồng mình giữa mình vợ mình là một vấn đề nỗi lo của mình với con với cái là một vấn đề nỗi lo về của về tiền là một một vấn đề tất cả đều là vấn đề cả và vấn đề thì nó luôn chồng lên vấn đề và trong khi đó thì chúng ta luôn đặt thành mọi thứ chung quanh là những vấn đề cho ta chưa hề làm một việc thông minh đó là ta làm cái giải pháp để giải quyết mọi vấn đề lấy đi những xung đột lấy đi những bất hạnh lấy đi những khổ đau cái con người nếu họ là vấn đề thì thưa các vị cái chuyện tự nhiên đó là đặt ở đâu họ cũng là vấn đề nghe còn nếu con người đó đời sống bên trong của họ mà có tu tập có bình an có hạnh phúc có thiền tập thẳng nhiên rồi thì họ là giải pháp cho mọi vấn đề đó thế nào là giải pháp họ đến như nơi bất an xung đột họ liền làm cho nơi đó an hòa tịnh lạc họ có mặt trong đời sống gia đình đầy cái sự xung đột đầy bất hạnh thì sự có mặt của họ nó làm thành cái sự an tịnh cho một gia đình họ cải tiến được gia đình đó có một không gian hạnh phúc còn nếu họ là vấn đề thưa các vị Dù ông chồng của họ là bậc thánh đi nữa Thì đối với họ họ đặt người vô gia đình đó Thì họ cũng là vấn đề làm cho gia đình nó bất hạnh Cho nên nên nhớ hai cái từ này rất là quan trọng nha Thế là mình giải thích thêm Từ đời sống vô thức của ta trong quá khứ Nó đã tạo thành nhiều vấn đề chung quanh rồi Thế rồi ta đến những nơi chốn Ví dụ như chùa, viện Hoặc là gặp những vị thầy thưa các vị những vấn đề ta đặt ra đều là cái ngọn mà không phải là cái vấn đề để ta giải quyết và không có ông thầy nào không có vị đạo sư nào không có một đức phật nào có thể giải quyết những vấn đề do chính ta từ cái nguồn vô thức vô minh tạo ra đó nghe muốn giải quyết được vấn đề muốn con người ta trở thành một giải pháp thì điều đầu tiên ta không thể là sống bằng đôi mắt nhắm nghiền không phải đi trong cái chiều dài của một cái dòng chảy vô thức mà ta phải làm được một việc là mở mắt ra không còn mộng mị không còn lãng mạn nhìn thực tế chấp nhận mọi sự việc đến với ta là do chính ta gây ra đây là cách yếu đầu tiên chúng ta cần làm để trở thành một giải pháp cho mọi vấn đề điều thứ hai cái nội lực của các vị năng lực tu của các vị nếu nó có thể thay đổi từ cấp độ cạn nhất cho đến các cấp độ thâm sâu thì các vị mới trở thành một giải pháp cho những vấn đề rắc rối của đời sống chúng ta ví dụ đời sống chúng ta nó đầy những lo âu đầy những thách thức đầy những áp lực và căng thẳng mình giải quyết bằng cách rằng là mình phải mọc thêm hai đôi tay nữa một cái đầu nữa để giải quyết mọi vấn đề đặt ra cho chúng ta này giải quyết của này này giải quyết tiền này là nhà này là cửa này là con này là cháu này là bà con vân vân bao nhiêu việc thưa các vị nếu các vị bọc thêm hai cái tay và thêm một cái đầu nữa thì giải quyết không xong tại vì thêm tay thêm đầu thì lại thêm việc tiếp thế thì việc không phải là vấn đề mà ta giải quyết nha mà cái chuyện đặt ra đây, nơi đây nó là anh quay lại con người của anh nên nhận thấy rằng là với cái sự hoàn thiện của hình hài này với năng lực đủ đầy của trí tuệ và phước đức này với tuổi thọ hữu hạn này ta không thể làm gì hơn với ngần đó việc ta trọng lên đời sống chúng ta ta không thể làm gì hơn khi ta có một mình một thân thôi mà tới 10 cái nhà làm sao giải quyết được ta chỉ có một mình ngủ tháng thôi. Thế nhưng mà này lo cho chồng, này lo cho năm đứa con, này lo cho hai chục đứa cháu, ai có khả năng? Thưa các vị, mình lên chọn giải pháp là quay ngược về mình để biết cái hạn chế nhất định của mình. Làm được hai điều nha. Một, quay về mình nhận biết rằng là đời sống mình khó khăn tới hôm nay là do vì mình đã vô hình trung quá nhiều ơn đờn quá nhiều mộng mị ngay thời thanh xuân lãng mạn cho nên gặp phải khó khăn tới lúc trưởng thành rồi cũng chưa chịu mở mắt ra nhìn và đòi hỏi những vấn đề đó phải được giải quyết trong khi đó thì thưa các vị cái giải pháp đó không phải là giải quyết những vấn đề giải pháp đó là giải pháp giải quyết ngay nơi anh này anh biết đặt lại vấn đề hạn chế khi anh nhận ra rằng anh chỉ còn có 5 ngày nữa để sống thôi anh làm chi sống hết lòng nhé buông hết mọi việc nhé và kỳ thực chưa cần làm gì nhiều không cần học đạo lý sâu xa hãy quan sát một điều rằng là ta không có nhiều thì giờ ta không có nhiều thì giờ ta cũng không có nhiều may mắn để sống nhiều năm đâu ta cứ hy vọng rằng mình sống trọn ngày nay sống trọn ngày mai sống trọn từng ngày từng ngày thế thì mọi vấn đề liền được giải quyết ngay một tức khắc thôi trong một chốc ta giải quyết mọi vấn đề được không được chứ anh sống 200 năm ư ừ. sống còn chưa tới qua mùa dịch bệnh mà lo chi cái chuyện là này con tôi này cháu tôi nó mới 10 tuổi nó còn phải vô đại học tôi phải giết gì chút để cái nhà tôi lại mà còn rất sợ 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 thằng con nó phá của đi cho nên phải giết tên của thằng cháu kia thế thì rõ ràng là ta đã ôm quá nhiều vấn đề cho nên thưa các vị ta phải chọn một điều tuyệt vời hơn để làm giảm nhẹ những khó khăn đời sống là ta hãy làm thành một giải pháp giải quyết xong mọi vấn đề trong một tróc tay đó là mình gọi ra những nét khó khăn đời sống do ta tự tạo trong quá khứ do vô thức trong hiện tại do kém sự thông tuệ và do tâm thức quá ôm đờm, do không biết gì, vấn đề không thể giải quyết, mà phải làm thành một giải pháp, ta hãy coi mình là một giải pháp đi. và khi các vị gieo cái hạt mầm phật pháp lên tâm thức nhận biết về sự hữu hạn của tuổi thọ, hữu hạn của sức khỏe, hữu hạn của năng lực đời sống ta, và Nhận ra điều rằng là ta không thể thay bất cứ ai để làm việc chi Thì các vị tự nhiên trở thành một giải pháp cho ngàn vấn đề Và chỉ cần trong một tróc tay mọi thứ đều giải quyết sắp Đây là cái thứ nhất Việc chính phải làm nghe Chưa nói gì chuyện thu Hãy làm cho đời sống nhẹ Đời sống có nhiều niềm vui Đời sống có phẩm chất sống Bằng không thì thưa đại chúng rằng dường như đời sống ta cứ lù bu Chạy bắt chân lên cổ Và dường như là mình Trở thành Ô xin nào không hay Ô xin cho chồng trong quá khứ Cho mẹ chồng trong quá khứ Thì chấp nhận được Thế là bây giờ trở thành ô xin cho cháu cho con Mỗi lần mùa Giáng sinh Nó về Nó kéo nhà nó về và nó ăn xong nó vứt một đống nó cho ô xin già này rửa ráy giùm rồi nó đi dẫn nhau nó dung chân dung giả nó đi về thế thì tội nghiệp cho thân phản ta dường như mình không có năng lực nội tỉnh không thể sống được một mình với chính mình và thưởng thức được đời sống của tuổi già sống với một trạng thái tâm rảnh rang thư thả do vậy cho nên mình rất là cần những cái xung đột chung quanh những cái lao sao phụ động. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình đặt ra rất nhiều vấn đề và cuối cùng mình chết chìm trong những vấn đề do mình tự tạo. Đây là dạng sống vô thức, sống trong vọng mị, sống trượt dài trên con đường khổ não bất an nha. Đó là vấn đề A. Thế rồi mình đi vô một vấn đề B nữa. việc chính của người tu bước thứ hai chưa nói gì về chuyện dũng công tu tập cả hãy nói một việc rất cạn rất vui thôi đó là làm được việc mình muốn làm nghe tức là làm được việc nên làm điều này có chút thông minh người ta làm được việc người ta nên làm rồi cũng là việc làm thế nhưng có một hôm mình đã thương với các vị rằng là người không thông tuệ thì người ta không có khả năng làm được cái việc người ta thích người ta bị dòng nghiệp thức xô đẩy người ta làm những việc người ta không muốn làm nhưng mà bị thói quen của nghiệp thức bị tập khí xấu dắt dẫn người ta không có chủ kiến do vậy cho nên làm những cái việc mà họ không bao giờ thích thú cả người thông minh hơn thì thưa cái vị họ làm được việc đó là họ làm việc cần thiết cho đời sống của họ thăng qua dù rằng có khi việc đó không thích thú lắm nhưng mà vẫn chưa được gọi là thông minh đâu thông minh hơn là họ làm cái việc họ thích thú và việc đó vô cùng cần thiết cho đời sống họ và đời sống người chung quanh họ cho nên đạt đến ngưỡng cửa thứ ba là ngưỡng cửa của người có trí tuệ có tu tập nghe tức là việc đó vừa làm cho họ có niềm vui họ sẵn khoái vừa mang lại lợi ích cho chính người thân họ và lợi ích cho người chung quanh không những lợi ích đó có mặt ngay bây giờ và lợi ích đó nó lại có mặt luôn rất nhiều kiếp đây được gọi là cái nét đặc thù của người có trí tuệ có tu tập do vậy cho nên cái điều chúng ta bàn ra đây đó là điều thứ nhất nếu anh muốn đi vào con đường đó Thì cái điều đầu tiên là đừng mắc kẹt Đây là những vấn đề nó có nhiều tầng Và nó đòi hỏi sự sâu sắc của các vị Sự thông tuệ của các vị Có những việc mình không muốn làm Nhưng mà vẫn bị mắc kẹt vào trong đó Mắc kẹt là sao? Giống như mình bị kẹt chân vô đá vậy Lăn viên đá thì nó không chịu ra và rút chân ra thì rút không được Nó bị ép lại Đây là tình trạng vô cùng khốn khổ nha Và một trong những điều mắc kẹt đó là Chúng ta bị vướng vào trong cái nỗi niềm Là những điều này mình không bao giờ muốn Nhưng mà vẫn phải làm Làm để tá nợ quý thần Đây là một việc rất là tội nghiệp cho chúng ta Cho nên nếu Có sự thông tệ nhất định Người có được một tâm thức đủ mạnh mẽ thì họ có khả năng làm được hai việc nhìn ra cái việc đó tương lai nó dắt dẫn mình đi vào cái ngõ cục mắc kẹt vào đó thì không thể thoát ra được đó là sự thông minh điều thứ hai thông minh chưa đủ thông minh thì có thông minh nhưng mà tâm thức cứ dùng dùng thẳng thẳng không quyết định được việc đó là không nên làm thì thưa các vị đây ta được gọi là mắc kẹt chứ đó nghe đời sống này nó có nhiều phức tạp đó nghe không có gì tuyệt vời bằng có đủ trí lực không có gì tuyệt vời bằng có đủ sức mạnh ý chí quyết định rằng không tôi không muốn làm điều này dừng ngay cái cục sau ngày <laughs> thử làm điều này đi rồi các vị thấy rằng là mình sẽ làm được những việc vô cùng đơn giản và dễ vô cùng không khó khăn gì cả việc này tôi cảm thấy không hợp lý dừng ngang đây và nếu người ta không đủ sức mạnh nội tâm Không có nỗ lực tu Người ta không làm được điều này đâu nghe Cho nên điều thứ nhất Các vị quan sát đời sống mình để Đừng để mình mắc kẹt vào những việc mình không muốn làm Mình chưa nói gì về đạo đức nữa đây Thiện án ra đây Hãy nói về một đời sống bình thường Sống thế nào để cho lòng tràn đầy hạnh phúc Đời sống có bao lâu anh cứ để cho anh mắc kẹt vào những điều vô cùng đắng cay tội nghiệp nhé điều thứ hai rất là cần nữa là có chút tự chủ nha khi người ta có trí tuệ thì có tự chủ dường như nó đòi hỏi người có tự chủ có hai phần có trí tuệ thứ hai là có bản lĩnh Bản lĩnh ở đây Không hào nghĩa rằng là mình giết người Không có bản lĩnh Không phải là người ta sát thủ gì đâu Bản lĩnh đây có hào nghĩa rằng là Sống được với chính mình Không đến đổi cô đơn Sầu thảm khi không ai quan tâm tới Bản lĩnh của người tu là bản lĩnh này ngát Sống với tâm ta Sống với trạng thái an lạc Do ta tu tập Sống với chính mình Hài lòng với chính mình không cần ai biết đến mình không cần ai sung xe chung quanh mình không cần ai tân bốc mình tự mình cảm thấy đủ đầy tự mình an lạc tự mình chấp nhận đời sống mình không có đối chiếu với ai không có khoe mẽ với ai không cầu người ta biết tới mình tôn trọng mình chỉ cả mình tự hiểu lòng mình tự thấy an lạc với công trình tu của mình đây gọi là bản lĩnh hai điều này có mặt thì người ta có quyền tự chủ đời sống người ta Mời tôi là một việc Năng nỉ tôi là một việc Nhưng mà đi hay không là chuyện của tôi nhé Thưa các vị Khi ta làm được điều này Thì ta cảm thấy Đời sống này không bị mắc kẹt Không bị vương viễu. Điều thứ hai Có như vậy Thì mới sắp xếp được đời sống mình bằng không Thì cả đời ta cứ làm một việc là Chạy theo đuôi thiên hạ Cả đời ta chỉ làm một việc Đó là dường như mình không dám tự chủ về điều chi cả không dám sống một mình không dám sống cô đơn không dám quyết định về đời sống tu tập của chính mình và cuối cùng thưa các vị mình sống sai chết mộng và chưa bao giờ mình làm được việc gì mà mình cảm thấy tràn đầy hỷ lạc cả cộng đi cộng về đời sống trăm năm dường như là mình chỉ là một hồn ma bún quế thôi chưa sống bao giờ thực thà sống với chính mình luôn sống với cái sự khen chê của người tân bốc của người do vậy cho nên thưa các vị muốn trở thành người có chút bản sắc có chút bản lĩnh có chút nội lực tu thì ta phải tự mình có được chút tự chủ về đời sống mình để sắp xếp mình nghe và cái điều này nó đòi hai cái nét đặc thù là một là anh có được năng lực trí trợ do tu tập. Điều thứ hai, anh có bản lĩnh sống với chính anh. Bằng không thì dường như cuộc đời này nó không tha anh đâu. Điều thứ ba, cái điều tuyệt vời nhất là có định hướng. Mình cho phép từ quá khứ tới hôm nay để cho nó cho vùng bền. Nó đi đâu nó đi kệ nó theo sự dắt dẫn người khác thế nhưng mà bắt đầu từ hôm nay cho đến cuối cuộc đời thưa các vị định hướng lại đời sống và điều này rất là cần thiết cho người tu nghe thưa đại chúng rằng mình biết có một số người cũng có duyên lành tu tập thế nhưng mà cái khó khăn đó là đời sống của họ trong quá khứ họ đã từng phấn đấu để vươn ngang qua những nỗi khó khăn, khó khăn của đời sống gia đình, khó khăn của tài chánh, khó khăn của mặt cảm, về thân phận, đói nghèo, vân vân, cho nên cái khuynh hướng tâm thức thưa các vị nó là một loại, một loại là ý lực ngủ ngầm rất sâu nó điều khiển đời sống của người tu chúng ta một số người xuất gia thưa các vị vẫn không có định hướng đời sống rõ ràng do vậy cho nên xuất gia vô già lam tự viện rồi bị cái lực đẩy của một tâm thức quá khứ điều thứ nhất mình nói về cái lực đẩy nghe lực đẩy mình bị nỗi ám ảnh của khói nghèo của nhiều vấn đề nó làm thành một cái lực đẩy vô cùng lớn cho nên đến, đến chừng bước vào đời sống tu thưa các vị mình không có một định hướng đời sống theo với lý tưởng chính lý tưởng chân chính của người xuất gia đây là cái lỗi lầm mà chúng ta phải khắc phục với người cư sĩ phật tử lực đẩy này nó cũng không tha đâu nghe ví dụ như trong quá khứ các vị có những khó khăn nhất định về đời sống vật chất về đời sống tình cảm, về đời sống trí tuệ, ba phần này. thưa các vị, nó làm thành nỗi ám ảnh cho nên bây giờ bắt đầu vào con đường tu thì ta cũng bị cái lực đẩy của một tâm thức nó xô đẩy ta, nó làm cho ta phải rất là phấn đấu, phải rất là khó khăn, phải tràn đầy những áp lực đặt lên đời sống tu hiện tại của chúng ta. và nếu những điều này nó còn tồn tại trong tâm thức thì thưa các vị, Ta chưa định hướng lại cho đời sống của chúng ta trong cái giai đoạn là bắt đầu từ đây cho tới cuối cuộc đời. Ta cứ để cho nghiệp lực, tập khí, quá khứ định hướng đời sống ta. Đây là ý thứ nhất. Trước khi mình nói đến chuyện định hướng là đời sống, mình nói về cái lực đẩy quá khứ cái đã. Thế rồi bỏ đi những phần này, chúng ta mới nói về cái chủ ý của mình cái sức mạnh tâm linh của mình hiện tại để mình định hướng được đời sống nghe thưa các vị đầu tiên đến với công trình tu thì các vị phải nhận ra được điều rằng là ta muốn gì trong đời sống đang tu tập đây ta muốn thế nào khi đặt ra vấn đề là bước vào con đường tu tập bước vào con đường học Phật pháp không phải là cái chuyện đó là làm cho cái mớ kiến thức trong ta nó đã nhiều rồi nó đầy thêm để ta có cái tự hào khoe mẽ với người không phải là chuyện đó càng không phải là tìm những bằng hữu để cho vui càng không phải là để giải trí càng không phải là để có được một vị thầy để mình tự nương thêm nữa cuộc đời mình tự nương nhiều quá rồi cuộc đời mình đã sợ sệt nhiều quá rồi cho nên tất cả điều này từ nỗi sợ sệt, từ nỗi cô đơn, từ nỗi kiêu ngạo tự hào để có thêm kiến thức, kiến thức điều này không cần thiết nữa. Mà cái đặc biệt nơi đây định hướng đời sống bây giờ đó là đến với công trình tu tập học pháp. Đây. Ném đường vị cánh pháp mở ra cánh cửa tâm nhận ra được cái gì là không xin công việc nơi này năm vững này để sống trọn vẹn với nó đây là định hướng đầu tiên đặt ra cho chúng ta và khi chúng ta đặt cho mình một cái tiêu chí rằng là ngay đời này có dương hoa, gặp được chánh pháp rồi tất cả việc kia xóa nhòa thành bóng bờ không còn cần thiết nữa mà cái việc chính quan trọng nhất là ngộ được tâm thấy được đạo mở được con đường chánh pháp nhận ra được ngộ ra được cái năng lực không sinh công việc nó chính từ tâm ta rồi an trú ngay cái sự hiểu biết ấy đi vào công phu hành trì đây là bắt đầu định hướng là đời sống đây đây là yếu tố quan trọng thứ nhất nha định hướng đời sống khi làm được điều này rồi mới đến cái phần thứ hai phần b buông xuống những ràng buộc những vướng mắt những điều nó không nuôi dưỡng được cái mục đích chính đó là sống miên viễn sống thành tựu sống an lạc sống trọn vẹn với đạo buông hết những cái rườm rà những cái rắc rối những cái vụn về những cái mà chúng ta không có khả năng quyết định từ ngày xưa bây giờ phải có khả năng chém một dao đứt đoạn làm đôi những vướng víu không cần thiết đây là bước thứ hai bước thứ ba sắp xếp thì giờ sắp xếp đời sống lại các vị có hai điều để sắp xếp thôi một là sắp xếp không gian của đời sống chúng ta hai sắp xếp thời gian cho đời sống chúng ta thế nào là sắp xếp không gian thưa các vị mình làm thế nào mình có không gian nơi đời sống chung quanh vật lý và có không gian của đời sống tâm thức các vị nghe những cái gì trong này nó lụng vụn các vị dạp bớt đi trong tâm thức các vị để có không gian mênh mông thì vấn đề này nó quan trọng hơn là không gian bên ngoài nghe ta hình dung điều này mình ở trong một căn nhà nhà thì nó mênh mông thế nhưng bụng vô nhà nó không có chỗ bước như một cái nhà kho thế thì các vị hình dung là cái nhà đó người ta gọi là nhà gì nhà kho đâu phải là cái nhà sang trọng đâu bên ngoài thấy sơn son thếp vàng lầu cát đẹp đẽ nhưng mà vô thì thưa các vị rõ ràng là một cái kho chứa đồ cổ Tổng nghiệp mình vậy rồi các vị ngồi thiền trong một căn phòng tối u u mùi ấm mốc ngạt ngào và mùi đồ cũ dường như không lúc nào không tỏ hương cả thì các vị ngồi thiền nó có an lạc bằng các vị ngồi giữa không gian trống phẳng không vậy không ngồi ở bóng cây ngồi bên bờ suối ngồi mé rừng là nơi các tỳ kheo ngày xưa hành thiền nghe cho nên đừng có giải khờ là hình thành một loại không gian vật lý xung quanh nó như một cái nhà kho đây là cái điều cần thiết và nếu các vị sắp xếp được đời sống chung quanh của các vị thoáng đạn mênh mông có một không gian đó cần thiết và đẹp như vậy thì cái công vô tu các vị mới thăng tiến và cái bên ngoài cái bên trong nó dính liền nhau sắp xếp được không gian bên ngoài thì sắp xếp được không gian nơi tâm thức bên ngoài cũng chưa sắp xếp được đừng nói cái chuyện rằng là tôi có thể tu tập để tiến bộ không hề à. đây là điều thứ hai thưa các vị không gian và thời gian nó dính liền nhau thời gian đó là chi mình ưa làm một việc phí thời gian vô ích những việc không cần thiết thì hãy biết cắt bỏ nó để dành lại cái thời gian thời gian dành lại không phải để làm gì ghi gớm cả thời gian dành lại đó là các việc ngồi thảnh thơ một mình chơi với chính mình không cần làm gì cả có đôi khi chúng ta không có sử dụng được cái thời gian quản trống rồi sống mình đâu nghe có chút thời gian rảnh cái mình vác nhau đi xuống phố có chút thời gian rảnh ra mình gọi điện bằng hữu tới hoặc tám chuyện vân vân thưa các vị dụ như mình không biết để cho cái đầu mình nó trống để cho thời gian nó Mênh phong bát ngát thưởng thức trọn vẹn thời gian trống và không gian trống của chính mình Hãy làm thế nào An trú được ngay nơi tự thân Ngay nơi cái con người đang sinh động đây Hãy đi hãy đứng hãy ngồi hãy nằm Hãy quan sát chính mình Rồi hãy nhận diện từng cái nghĩ suy Đang bồng bềnh xuống ngược Các vị chỉ cần làm ngần nó việc thôi Thì các vị đã Tuyệt vời làm được cái việc Rất thích thú của mình muốn làm rồi nghe và cái điều kỳ diệu hơn nữa là thưa các vị Mình làm được một phút thì nó làm nền tảng để làm được hai phút Sống được một ngày với sự sắp xếp đời sống như vậy Thì sẽ sống được nhiều ngày Sống được nhiều ngày thì sẽ sống được một đời Và chắc chắn là cái chủ nhân lành này Theo dính với các vị đời đời kiếp kiếp Vừa sinh ra Các vị không còn đi trên con đường vô định nữa Không còn sống với trạng thái tâm vô thức nữa Và luôn làm chủ mọi quyết định đời sống mình Muốn sinh thiên thì sinh thiên. xin lại nhân gian, làm người cao quý. xin lại nhân gian. muốn ngay cuộc đời này thành tựu một vị thánh, liền thành tựu vị thánh. điều này, nó không phải là cái sự lừa dối gì có thể quyết định đâu nghe. kinh nói ạ. À. đây là hai nét. việc chính người tu không làm việc gì khác ngoài việc này đó nghe. ở mức độ cạn, đó là, giải trừ bớt những áp lực của đời sống mức độ sâu hơn là làm được việc nên làm làm được việc nên làm cuối cùng đó là làm được việc mình thích thú và thích thú này thưa các vị nếu được định hướng bằng con đường tu hành thì các vị sẽ sắp xếp được đời sống mình đi vào cái quá trình tu tập để thành tựu được điều này không phải khó khăn chi đây là hai nét mình giải thích cái bài học hôm nay còn 15 phút nữa thôi đó. Giờ xóa phần này Thế là cái điều thứ hai gọi ra nơi đây Đó là như mặt trời chiếu sáng Mình dành cái phần này không nhiều thì Để khai tháng 1 điều thôi Đi vô pháp hành thôi nghe những điều mình vừa nói thưa các vị nó sẽ thành tựu được từ mức độ cản cho tới mức độ thâm sâu tùy vào pháp hành của các vị tùy vào công môn tu tập của các vị và pháp hành thì vô cùng đơn giản chỉ là một việc là nhờ, mặt trời tâm thức các vị chiếu sáng không một phút giây nào ngừng thì gọi rằng đi vào sự thực tập ngài quy sơn linh thượng ngài có một câu là tâm địa nhược không Tự nhật tự chiếu tức là khi ý thức của các vị rỗng ra không có bận miệu không có lo âu biết sắp xếp đời sống biết cắt bớt đi những việc lượm thường để mình có không gian và thời gian sống với đạo sống với tâm thể bất động của mình thì thưa các vị năng lực trí tuệ tự nó chiếu sáng thế là mình nói ngược lại khi năng lực trí tuệ đang chiếu sáng thì tâm địa các vị rộng trống bên mông thôi hai điều này nó tương tác nghe cho nên pháp hành thưa các vị đó là sự tương tác của hai phần hai cái tâm và cảnh, tâm là năng lực quan sát của các vị, cảnh là những đối tượng nó bị quan sát, đối tượng đó gồm những buồn vui của các vị, nghĩ suy si lo âu của các vị, những tiền phước khổ đau của các vị đều gọi là cảnh cả, đều là các đối tượng bị năng lực tâm nó quan sát. Hai điều này. Một là các vị dẹp bớt những cái rườm rà của tâm thức các vị không cất chứa nặng nề giống như các vị làm cho một căn phòng đó nhiều không gian rất là trống, rất là thoáng sạch đẹp, tương tác ngăn nắp thì thưa các vị tự nhiên tâm các vị không có rối Còn nếu căn phòng nó đầy chật chội hết thì thưa các vị tâm nó rối Một trong những điều mình học được mình nói ra đây để cho các vị nhận diễn nha các vị có để ý rằng Từ những ngày đầu mình dạy học Cho tới hôm nay Các vị chỉ thấy không gian đó là một cái bản trống Một ông thầy Phước Tịnh đứng Các vị có thấy bình hoa dữ quả nào bên cạnh mình không? Không Bức tranh nào sau lưng không? Không <laughs> Các vị có thấy là mấy đứa đệ tử mình nó làm DVD của thầy Phước Tịnh dạy đó Nó có chiếu chiếu nào là ánh hào quang Nào là hình bay bay không? Không Tại sao vậy? Đây là một bí mật trong nghề nha Thưa các vị Tại vì nhiều hình ảnh như vậy Nhiều cái kỹ thuật Chấp chới như vậy Nó làm cho học chúng phân tâm Tại vì mình muốn tập trung Tất cả những cái điều các vị cần chú ý đó là Bài học Cần chú ý đó là những điều mình trình bày Những điều mình diễn dịch Không hề có chuyện cải lương nữa đây Không hề có chuyện cải lương ra đây bước vô một căn phòng, một phật điện, một nơi chốn mà nó đầy màu sắc khoe mẻ, tâm ta đâu có tập trung chú ý về một vấn đề. phải không, một không gian trống chỉ có một hình ảnh đức phật. thì thưa các vị, ta chắc focus kết vào một cái hình ảnh đức phật thôi, tập chú vào một điểm thôi, cũng như vậy nghe, nếu không sắp xếp cho mình một không gian, một thời gian nhất định, thì thưa các vị, không hề có chuyện, đoạn trừ đi phiền não khổ đau không hề có chuyện sống được với niềm vui và sự an lạc nghe do vậy cho nên nên nhớ tâm và cảnh nó tương tác với nhau anh sắp xếp cảnh trí không gian như thế nào thì tâm anh nó đạt đến cái sự rỗng lặng tịch nhiên như thế ấy tâm anh rỗng lặng tịch nhiên như thế nào thì anh biết cách bố trí sắp xếp cảnh trí chung quanh của anh nó sạch nó gọn nó thông nó thoáng đó, mênh mông như tâm của anh vậy Đây là hai cái sự tương tác Rất rõ ràng Điều thứ ba Khi mặt trời tâm luôn có mặt Hay là mặt trời tuệ luôn chiếu sáng Chuyện gì phát sinh Không có may mờ không có vô minh không có hiền não nào có quyền sinh ra đâu nghe và cái điều này nó là tự nhiên thưa đại chúng rằng là khi các vị bắt đầu đi vào con đường tu tập đầu tiên nó có thể rằng có những bản bay rất dày bay ngang qua bay ngang về này buồn này vui này hờn này giận này xúc cảm khổ đau vân vân nó còn bủa vây nó còn tập kích các vị và những ý nghĩ nó luôn bồng bềnh, nó luôn ngược xuôi và nó luôn chạy tuần tuột ngang qua, chưa bao giờ dừng cả. Thế rồi khi chúng ta đi vào công phu tu càng ngày càng sâu sắc hơn, càng ngày càng thuận hơn, thì thưa đại chúng rằng là cái con người quan sát luôn có mặt, do vậy cho nên này khách đến khách đi là chuyện của khách đến khách đi. Này trâu bò heo dê gì nó chạy băng qua cửa Thì chuyện của trâu bò heo dê Nhưng mà người khách không có hề mở cửa bước ra Rượt theo con trâu con bò con dê nào cả Không có hề bị ông khách nào ca cổ đi ra khỏi nhà cả Không hề Ông cứ ngồi nhà mắt ông quan sát Đầu tiên thì ông còn vận dụng lực để quan sát Dần dần ông không cần vận dụng lực Ông ngồi bình ổn Tự nhiên tỉnh tại Ngồi dưới chơi Ngồi uống trà Ngồi mỉm cười thôi mà không có một tên bá vơ nào dám mở cửa nhà đi vô đây là một ví dụ hình thành cái công trình khi mặt trời tệ luôn chiếu sáng thì thưa các vị các vị sẽ không lầm lạc không đồng nhất mình vào mọi đối tượng đang đến đang đi đang sinh đang diệt giải thích rõ hơn là khi năng lực tâm các vị tu tập đã thuần rồi thì thưa các vị thấy thì như không có tu nhưng mà không hề có buồn vui hận giận nào sinh ra dắt dẫn được các vị, các vị không hề đồng nhất mình vào mọi cảm xúc đang sinh đang diệt, các vị không hề đồng nhất mình vào những dòng ý nghĩ đang tuôn tụ đi ngang qua, các vị luôn là mặt trời chiếu sáng. Do vậy cho nên đây là đi vào pháp hành trì đây. Điều này, thưa các vị nói thì nghe dễ, thế nhưng mà có dễ làm không vậy? Có gì đâu mà khó, không chịu làm đó thôi. Chứ còn Chịu tu thì thưa các vị Chuyện này là chuyện trò chơi Đó là điều thứ nhất Pháp hành Điều thứ hai Mình gửi ra đây một điều Để cho các vị có niềm tin nha Thưa đại chúng Ngàn kinh của Như Lai Đều quy chiếu về một chỗ này hay nói cái từ hay hơn Nó là ngàn thánh chỉ mở một đường này thôi nghe ví dụ các vị đọc vào kinh phổ môn mình nói cái kinh gần nhất mà chúng ta hay tụng đó các vị biết rằng là như người ở đỉnh tu di sơn bị người xô rớt xuống niệm thần lực quan âm như mặt nhật theo không như nhật hư không trụ đây là một câu trong kinh phổ môn nghe hoặc trôi giạt biển lớn các nạn quỷ cá rồng do sức niệm quan âm cá rồng không hại được hay là gì đó đại khái mình chớ không kỹ mình đọc từ đầu tới cuối thì đọc thuộc nhưng mình trích ngang thì không nhớ nhưng các vị nó nhớ rằng là năng lực quan âm là năng lực trí tuệ đang chiếu sáng nơi tâm thức của các vị các vị dù đang ở trên đỉnh cao sơn bị người ta xô rớt xuống Thế nhưng lúc bây giờ các vị chỉ cần nhận diện rằng mọi thứ xúc động, mọi thứ kiêu ngạo tự hào, mọi thứ thất bại, mọi thứ tầm cảm khổ đau. Đó đều là những đối tượng đang bị ta quan sát thì lúc bấy giờ thần lưỡi quan âm liền có mặt làm cho các vị như mặt trời rực sáng giữa hư không không rớt xuống được. Cái hàm ý của những đoạn kinh văn trong phổ môn rất tuyệt vời nghe điểm bị quan âm lực nó không có hàm nghĩa rằng là mình niệm nam mô quán thế âm nam mô quán thế âm niệm xóm ra niệm quan âm lực có nghĩa là làm cho cái mặt trời trí tuệ trong cái vị chiếu sáng nói một cách tỏ tường dễ hiểu hơn nữa là bất cứ một cảm xúc nào vừa sinh khởi cảm xúc đó là cảm xúc bị tổn thương rất nặng nề mình đầy kiêu ngạo mà mình thấy thành công lớn trong cuộc đời mà địa vị cao quý mà bị người ta xô rớt xuống lâm mô tình trạng trầm cảm thế nhưng mà lúc bây giờ các vị làm được công việc là mời năng lực nhận biết nó quan sát cái khả năng trầm cảm của các vị thất vọng của các vị tuyệt vọng của năng của các vị thì như người ở tên đỉnh diệu cao phong tức là tên đỉnh cao của núi đó bị xô rớt xuống bị đỏ đài bị thất vọng bị khổ đau bị trầm cảm bị thất tình thất vọng vân vân thưa các vị chỉ cần làm một việc là mời năng lượng quan âm đang chiếu sáng thì tức khắc như mặt trời lừng lửng giữa không không rớt đi đâu cả dễ hiểu không quá dễ hiểu nha cho nên thưa các vị kinh di đà kinh phổ môn. không hàm nghĩa rằng đây là những quyển kinh tụng để cầu siêu không hàm nghĩa rằng quyển kinh này tụng cái được bình an Và quyển kinh này là những quyển kinh đưa cho ta pháp môn thiền tập năng lực quan âm không phải là Đức Bồ Tát Quan Âm bên ngoài mà Quan Âm còn có hàm nghĩa rằng năng lực tâm đang chiếu sáng của các vị lắng nghe tiếng kêu đau thương của ý thức các vị vừa khởi lên thì liền Bồ Tát Quan Âm có mặt cứu các vị vượt khỏi tam tai bát nạn ngay cho nên ngàn thánh ngàn kinh ngàn lời giải của chư Như Lai đều mở ra cánh cửa này để các vị ngô được bản tâm để các vị cứu cuộc đời mình khỏi ba chìm bảy nổi cứu cuộc đời mình khỏi sinh diệt khổ đau và cứu cuộc đời mình thoát khỏi trầm luân trong sinh tử cuối cùng kết nữa đây điều thứ nhất gợi lên ở đây hai ý này thứ nhất đời sống luôn hào phóng với anh anh hãy tự chọn ý thứ hai sự thông tệ không phải là món quà miễn phí cho anh câu đầu mình muốn nói điều gì thưa các vị đời sống này luôn hào phóng với anh anh còn sống là đời sống luôn mở rộng nghe hào phóng hàm hai nghĩa nghĩa thứ nhất anh tự chọn đi xuống anh có quyền ha tự chọn khổ đau anh cũng có quyền à anh tự đầy đỏ anh anh cũng có quyền làm điều này anh cứ quyền nhận chìm đời anh thoải mái luôn <laughs> thế rồi ngược nghĩa với điều này anh cứ quyền chọn con đường cao quý con đường thanh tiến con đường thành đạt và con đường để làm cho mình không khổ đau nghe kỳ thực nghèo thì chúng ta nghèo với như nhau nhưng mà có người nghèo không khổ có người nghèo không khổ giàu cũng giàu với nhau thế nhưng mà có những tên nhà giàu vô cùng là khốn khổ thì ngài chữ lên chữ xuống chữ sắp mặt <laughs> thế nhưng có những tên giàu người ta trân quý tôn trọng ngưỡng mộ và trở thành những danh nhân những con người có khi là nghèo nhưng mà đó là một vị hoàng đế nha. ngàn đời tôn kính một vị hoàng đế chân trần quảng bài đó là đức thế tôn thế thì các vị dương rằng mà cái giàu, cái nghèo, cái sống dai, cái chết yếu vân vân không phải là vấn đề. Mà vấn đề là giải pháp, đó là con người anh sống ra làm sao mới là chuyện quan trọng. Chứ không phải là cái chuyện giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cao quý hay hàng kém, sống dai hay chết yếu thưa các vị, những vấn đề đó không phải là cái chuyện chúng ta bàn ở đây. Chuyện bàn ở đây là sống thế nào? để đời sống anh có phẩm chất và điều này thì cuộc đời hào phóng với anh đây anh có quyền tự chọn đó là ý thứ nhất ý thứ hai sự thông tuệ này không phải là món quà miễn phí cho ai cả nó không phải từ trên trời rớt xuống với anh mà anh phải tự làm cho mình thăng hoa tự làm cho mình phát triển bằng công trình một là quan sát đời sống thứ hai là công trình tu học bằng ba cánh cửa Phật mở ra bằng tam vô lậu nghe từ giới từ định từ tuệ đi vô và cuối cùng xin thưa với nhau một câu rằng là ta đã đi ngang qua dòng tử sinh tới triệu kiếp luân hồi rồi may mắn kiếp này gặp Phật pháp may mắn hơn nữa là có khi gặp được ông thầy phước tịnh ông nói trăng nói cuội ông giải thích dông dài có những vấn đề đôi khi chúng ta không hiểu tỏ tường nhưng mà do vì nghe ông nói nhiều quá là tự nhiên nó trở thành một ám ảnh trong tâm thức ta có khi nó là một loại may mắn nha cho nên đừng để phí phạm một đời sống đừng sống sai chết mộng đừng chìm trong mộng bị một đời mộng bị nhiều quá rồi và ngang đây về sau quyết lòng sống cho đàng hoàng không để mộng bị nhận chìm đời sống ta nữa Chẳng Hạnh phúc quá <laughs> Được dừng ở đây là hạnh phúc rồi Đúng giờ luôn đó Giờ tính chuông hồi hướng nha trường sinh vô biên thầy nguyện đồ Phiền não vô tầng thế nguyện Pháp môn vô lượng thế Quyền học, Phật đạo vô thường thế Quyền thành.